Thưa quý vị, và trong bản tin trước thì đường dây nóng Alo V9 của chúng tôi đã ghi nhận những ý kiến của người dân về việc thi công đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài đoạn từ đường số 7 cho đến trường mầm non Bà Điểm thuộc khu dân cư Hoàng Hải, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Và sự việc được phản ánh là con đường này thi công kéo dài mãi vẫn chưa xong, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân nơi đây. Cùng với đó là việc đào đất để thi công, lắp đặt hệ thống thoát nước đã để lại những cái hố, vật tư thì ngổn ngang, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, nhất là cho trẻ em. Thời gian gần đây có nhiều cơn mưa lớn khiến cho việc đi lại qua khu vực này ngày càng thêm khó khăn. Vâng, thưa quý vị, và ghi nhận những ý kiến phản ánh của người dân thì phóng viên đường dây nóng Alo V9 của chúng tôi đã chuyển thông tin đến với Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố. Và cơ quan này ngay sau đó cũng đã có văn bản phản hồi cho chúng tôi. Theo phản hồi của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố, dự án đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài hay còn gọi là hương lộ 80 cũ, có chiều dài hơn 1,5 cây số, bề rộng từ 20 đến 25 mét, dọc hai bên vỉa hè có hào để ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật, có trồng cây xanh và hệ thống chiếu sáng. Thời gian thi công theo giấy phép là đến hết năm 2023 này. Tuy nhiên, tiến độ bị ảnh hưởng vì công tác bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn thành. Theo văn bản mà Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông phản hồi cho chúng tôi, thì phía huyện Hóc Môn vẫn còn 22 vị trí chưa bàn giao mặt bằng, chủ yếu là tập trung ở đoạn đầu tuyến. Còn tại huyện Bình Chánh thì hiện tại Sở Tài nguyên Môi trường đang thẩm định để tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định phê duyệt chính sách phương án bồi thường, quyết định thu hồi đất đối với một tổ chức, tức là khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Cơ quan chức năng đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng để bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư trước 31 tháng 12 năm 2023. Dự kiến, Ban Giao thông sẽ thi công hoàn thành công trình sau 3 tháng kể từ khi được bàn giao toàn bộ mặt bằng. Cơ quan này cũng sẽ báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải tiến hành thủ tục gia hạn thời gian thực hiện dự án sau khi nhận được tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng cập nhật từ Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn và Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh. Văn bản của ban này cũng cho biết, dự án đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài có một số đoạn xây dựng mới, hiện trạng là ruộng nên chưa thể lưu thông suốt tuyến. Hiện tại thì đơn vị thi công đã dựng rào chắn để quản lý công trường đoạn từ đường số 7 đến trường mầm non Bà Điểm. Tuy nhiên thì ngoài vị trí rào chắn, chúng tôi quan sát thấy vẫn còn nhiều vật tư để ngổn ngang ở xung quanh, nhất là khu vực ở gần trường mầm non Bà Điểm. Và người dân phải đi vòng qua các con đường ở trong khu dân cư Hoàng Hải để đi qua khu vực này. Đường xá của khu dân cư Hoàng Hải và cái đường Nguyễn Ảnh Thủ lối dài thì làm quá lâu, bà con phải tự đóng góp tiền để như vậy bà con đi lại cho đỡ khổ thôi. Chứ còn cái này là tạm thời. Mong quý ban ngành như vậy là tìm cách khắc phục cho bà con lâu dài, có duy tu vì lượng xe tải đi thì vào phòng dân cư Hoàng Hải quá nhiều, toàn xe lớn không. Ban Giao thông kiến nghị địa phương và các cơ quan liên quan khắc phục sửa chữa một số vị trí hư hỏng để đảm bảo cho người dân lưu thông. Song song đó, cơ quan này sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành công trình để sớm đưa vào khai thác phục vụ người dân lưu thông qua khu vực này được thuận lợi. Những ngày qua thì đường dây nóng Alo V9 tiếp tục nhận được những thông tin phản ánh của khán giả gửi về qua số điện thoại cũng như là số điện thoại Zalo của chương trình. Và ngay sau đây sẽ là các tổng hợp về những phản ánh đó. Khán giả tại tỉnh Ninh Thuận có điện thoại 8 số đầu là 0336-2254 phản ánh. Tại làng gốm Chăm Bầu Trúc, Ninh Thuận, năm 2012, nhà nước có xây nhà trưng bày tập trung cho các hộ dân, nhưng thời gian qua trở thành nơi kinh doanh riêng của một hộ gia đình. Khán giả tại Hà Nội phản ánh qua Zalo của đường dây nóng: tôi đang là nạn nhân gửi tiền tại tập đoàn E Group. Các hợp đồng gửi tiền của tôi với tổng số tiền tính đến ngày 5 tháng 3 năm 2023 là 1 tỷ 434 triệu đồng tại tập đoàn này. Đã hết hạn được hơn một năm nay rồi, nhưng tập đoàn không trả cho tôi một đồng nào, kể cả lãi lẫn gốc. Khán giả tại Khánh Hòa có điện thoại 8 số đầu là 0705-8853 phản ánh. Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nói chung và huyện Cam Lâm nói riêng, nhiều tổ chức quảng cáo trên mạng xã hội đã rải tờ rơi khắp nơi trên huyện Cam Lâm có nội dung cho vay trả góp với lãi suất rất cao mà không thấy cơ quan nào vào cuộc xử lý.
Vâng, thưa quý vị, và với các vấn đề này thì chúng tôi sẽ xác minh tìm hiểu và sẽ có những phản hồi trong bản tin Phương Nam hôm nay vào lúc 12 giờ mỗi ngày, quý vị nhớ đón xem. Và quý vị nhớ là hãy gọi đến với chúng tôi với số điện thoại hotline 0389 247 247 khi chúng ta cần phản ánh những bức xúc trong cuộc sống.